Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trọng tâm là tập trung rà soát, đối chiếu, so sánh, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trên hệ thống, nhằm kịp thời cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác trước khi kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tăng cường 120 cán bộ cho công an các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp cùng lực lượng tại cơ sở, tiến hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại huyện Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong. Sau nửa tháng triển khai thực hiện đợt 1, công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư tại các địa phương đã cơ bản đảm bảo tiến độ. Một số địa phương hoàn thành 100%, vượt tiến độ đề ra. Bước vào đợt 2, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục nỗ lực tích cực khẩn trương với quyết tâm hoàn thành chính xác, kịp tiến độ công việc. 21 giờ tại nhà văn hóa thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Cán bộ được tăng cường cùng lực lượng cơ sở vẫn đang miệt mài bên những tập hồ sơ, phục vụ người dân đến bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư. Không kể sớm, tối hay những ngày nghỉ cuối tuần, hàng ngày từ 7 giờ đến 23 giờ, các anh vẫn tập trung cao độ để thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư. Là cán bộ chiến sĩ được cử xuống cùng 120 cán bộ chiến sĩ trên cấp, trên phòng. Đã xuống tăng cường xuống các cơ sở để phục vụ bà con, phục vụ nhân dân trong cái việc là thu thập dữ liệu dân cư. Thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì là thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định lệnh của công an nhân dân, cố gắng phát huy nỗ lực để làm sao mà cái thu thập dữ đạt cái tiến độ. Có cái yếu tố chính tất công việc nên không phải là ai cũng có thời gian là vào những giờ hành chính, nên là lực lượng công an địa phương cùng toàn thể anh em nỗ lực làm sao thực hiện tốt nhất, nghĩa là đảm bảo tốt nhất về quá trình thu thập dữ liệu dân cư, thậm chí là anh em làm ngoài giờ tầm tối để cho bà con có thể dễ dàng hơn trong cái việc thu thập dữ liệu dân cư. Ngày hôm nay thì tôi cũng có nhận được loa của thôn là đi làm cái thủ tục thay đổi thẻ căn cước. Thì là khi mà chúng tôi đến đây làm thì thấy các thái độ của các chú công an là rất nhiệt huyết với công việc và thái độ hướng dẫn người dân, không kể là rất là miệt mài, không kể thời gian 9-10 giờ tối ngày mấy ngày hôm nay là tôi thấy các chú là đều là làm việc đến tận khuya luôn ạ. Thì xem cái việc thay đổi thẻ căn cước như này thì tôi là thấy là rất ủng hộ. Trước khi được tăng cường cơ sở, 120 cán bộ đã được tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư như công tác kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư, công tác thu thập thông tin dân cư, công tác viết phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Do nắm vững quy trình kiểm tra, phúc tra thu thập thông tin dân cư nên ngay sau khi xuống cơ sở, các cán bộ được tăng cường đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp cùng công an các xã, phường, thị trấn làm việc quên thời gian. Thực tế cái lực lượng biên chế của công an các xã, thị trấn vẫn còn thiếu, mỏng. Mỗi xã, thị trấn thì giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo đảm bảo được 5 đồng chí. Tuy nhiên thì vẫn không thể đảm bảo được với số lượng công việc quá nhiều. Chính vì vậy mà đồng chí trưởng công an huyện đã tăng cường cho các xã, thị trấn mỗi xã 2 đến 3 đồng chí, là tổng số được hơn 30 đồng chí. Và đồng thời là giám đốc công an tỉnh cũng tăng cường cho công an huyện 30 đồng chí. Đây là một cái nguồn cán bộ chiến sĩ về tăng cường rất là quý giá để phục vụ cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Phải khẳng định rằng trong thời gian vừa qua, với cái số lượng cán bộ chiến sĩ tăng cường đã phục vụ có hiệu quả và đảm bảo cái tiến độ, và trước cái thời gian 19 tháng 10 năm 2020 chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo 100% phiếu thu thập thông tin dân cư được phúc tra kiểm tra, 100% cái số nhân khẩu tạm trú được rà soát, và đảm bảo rằng cam kết với trưởng công an huyện và giám đốc công an tỉnh rằng cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là 100% chính xác và dữ liệu sống, đảm bảo đủ yêu cầu khi mà nhập liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.
Đến nay, theo thống kê, cùng với lực lượng cơ sở, các cán bộ được tăng cường trong đợt 1 đã thu thập nhân khẩu thường trú đạt tỷ lệ 99,4%, kiểm tra phúc tra thông tin dân cư đạt 96,8%. Đặc biệt, một số đơn vị đã hoàn thành 100% công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra phúc tra, vượt tiến độ đề ra. Điển hình như công an các xã Trạm Lộ, Nghĩa Đạo, Song Hồ, Chí Quả, Song Liễu thuộc huyện Thuận Thành, công an các xã Mỹ Hương, An Thịnh thuộc huyện Lương Tài. Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các xã phường để hướng dẫn đối với cán bộ chiến sĩ được tăng cường làm công tác cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Và qua cái việc trực tiếp kiểm tra hướng dẫn thì cán bộ chiến sĩ tăng cường đã nắm được các quy định và thực hiện theo đúng quy định về trong cái kiểm tra phúc tra thông tin dân cư. Và cán bộ chiến sĩ tăng cường chấp hành tốt cái chế độ điều lệnh công an nhân dân và làm việc từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm và được chia làm 3 ca. Và cán bộ chiến sĩ đã thực hiện theo đúng quy định, ví dụ như đối chiếu các thông tin của công dân với các loại giấy tờ tài liệu của công dân khi công dân xuất trình ra như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ bằng cấp khác của công dân để làm sao đảm bảo cái thông tin của dân cư được chính xác 100%. Và cán bộ chiến sĩ tăng cường thì cũng đã nhiệt tình hướng dẫn đối với công dân. Và qua cái việc tăng cường 120 đồng chí về cơ sở này thì đã góp phần đẩy nhanh cái tiến độ về cái việc kiểm tra phúc tra thông tin dân cư và thông tin dân cư sẽ được đảm bảo chính xác 100%. Xác định việc hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân, như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Cán bộ tham gia tăng cường cơ sở đã và đang nỗ lực từng ngày, từng giờ phối hợp nhịp nhàng hiệu quả với lực lượng cơ sở, đảm bảo công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra nhanh chóng, chính xác, góp phần hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ Bộ Công an đề ra.